Em nói thiệt mà, 12 Pro Max 128GB, máy ngoài em thu 13 củ, máy sạc ít em cộng thêm cho anh em 5 lít, lên 13 củ 5 nha. Còn máy hoàng kim thì em thu đúng bằng 100% giá bán lẻ, có máy ngoài em thu giá đó thôi. Ví dụ anh em đang xài 14 Pro Max 256GB đi, anh em lên đời cái 15 Pro Max 256GB cũng zin keng chuẩn, 14 Pro Max 256GB cũng zin keng chuẩn. Nếu mà máy hoàng kim anh em bù giúp em tầm khoảng 4 củ 5 thôi, 4.5 thôi là lên. Còn máy ngoài thì chắc tầm gần 7 củ, 6 củ 8, 6 củ 9 thì đó là xong. 14 Pro Max 256GB lên 15 Pro Max 256GB, tất cả là zin keng chuẩn nha. Nếu mà chính sách này á, anh em chưa hiểu cái độ mà em hỗ trợ khủng khiếp tới cỡ nào đâu. Thu bằng 100% giá bán lẻ máy hoàng kim, thu 90% giá máy ngoài là anh em mua bên khác đấy, là hỗ trợ cực kỳ lớn. Em nói thiệt, anh em phải tưởng tượng cái sự hỗ trợ cực kỳ lớn. Ví dụ em nói đơn giản nè, anh em mua một cây 14 Pro Max màu đen đi, anh em đổi sang cây 14 Pro Max màu trắng đi nha, hai đó bằng giá nhau nha. Cái vật lực, cái nhân lực, cái tiền vốn, cái giá trị linh kiện của nó lớn hơn những cái máy rẻ tiền rất nhiều. Em là phải bỏ tiền rất nhiều đúng không? Nhưng mà anh em chỉ bù em 500 ngàn nha. Anh em mua cây màu đen này, anh em được bảo hành 1 năm mỗi một, anh em xài chán 364 ngày, anh em đổi cái màu trắng, hai cái đó bằng giá nhau. Anh em chỉ việc đưa em 500 ngàn thôi, 500 ngàn thôi, anh em đổi cái màu trắng, lại được bảo hành 1 năm mỗi một cái máy đẹp ke anh em xài. Và tất nhiên em đang nói những cái máy em đang để trước mặt em nè, là em thu vào với cái tâm lý là máy cũ. Em không có thu máy đập hộp, anh em nhớ nha, em không có thu máy đập hộp là từ bóc từ trong hãng ra, mới lăn bánh ở trong hãng ra. Em không có làm cái trò hợm hỉnh như thế. Anh em hơi xước xước, nhẹ nhẹ, cứng cứng, nhẹ nhẹ, mấp mấp nhẹ, ok em vẫn thu. Có thể làm phí hình thức xuống để em giảm cách sau cho nó công bằng, xã hội nó công bằng, văn minh, tiến bộ. Anh em thông cảm nha, giúp em chị nói nha. Chứ không phải em vô tâm đến, mày nói mày thu 13 triệu nhưng mà chắc cái máy là không được một vết mũi đốt. Không có, em không có làm cái trò hậm hỉnh như thế. Anh em mất công qua, anh em mất xăng xe, anh em mất thời gian, anh em chạy qua đưa cái máy anh ơi, cái máy này bị chấm vết như đầu kim vậy đó, em không có thu được anh ơi, bớt bớt đi. Em không có làm cái trò đó mà vô khịa em nha, em nói trước nha. Ví dụ nè, đây nè, em coi cái chuẩn máy em bán ra cho anh em coi nè. Em bóc đại nha, để em coi nè. Ví dụ 247 lần sạc, cái này 93 lần sạc, 112 đồng mắt nè, đó 24 lần sạc, pin 88, pin 87 nè. Em bóc đại mấy cây ra, em lấy cho anh em coi. Nói chung để em điêu chất lượng máy em bán ra làm sao. Đây, đây rồi nha, bây giờ em lau cho anh em coi nè. Đây, em lấy khăn, lấy xăng, em lau sạch sẽ cho anh em coi. Đây, đợi xíu nha, anh em đợi xíu, thông cảm, đợi xíu, em xịt miếng xăng nha. Nè, lau tới đâu, nó bóng tới đó nha, anh em thấy rõ ràng nha. Nặng quá, để em giảm bớt một tí. Đây nè, lao tới đầu nó bóng tới đó. Em có dán camera sau rồi nên ra nó không có bị chạy với màn hình trước đâu. Nên em yên tâm, em cầm cọc gì đó, nó không chạy đâu. Nè, quay cận góc cho anh em coi. Mắt công cái bảo góc là dễ chạy nhất đúng không? Đây, đây, đó. Chất lượng hàng em lựa đó. Này, em quay, lao tới đầu quay tới đó. Bóc ngẫu nhiên, cái hàng sạc ít cũng như là cái hàng Line New, nó đẹp lắm. Cái lô này mấy trăm cây, lựa được có vài chục cây thôi. Đó là tính cách của em. Em bán ít, em bán lèo tèo vài cây thôi, ăn ngon ngủ ngon sống qua ngày. Em không có như mấy anh hệ thống là cái gì cũng bán, báo giá thì báo giá, máy là cứng xấu nhỡ móp bể sửa tùm lum hết trơn. Khách qua mua máy đẹp keng cộng có bảo hành vô giá trên núi, không có cầu view của đó. À, anh em thấy không, lao tới đâu bóng tới đó. Đây, góc đúng không? Rồi, chơi mạnh luôn. Cái chỗ bị rà tới rà lui nhiều nhất đúng không? Đây, cái chỗ rà tới rà lui nhiều nhất. Đây nè, em bóc ngẫu nhiên cho anh em coi nè. Đó, rồi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cái chỗ bị rà tới rà lui, cắm sạc tới sạc lui. Đó, anh em nghịch đúng không? Nó vẫn đẹp. Là thân máy bên em lựa là như chuẩn đẹp trang nhất rồi. Nè, đây cái máy cho anh em coi nè. Bốn máy nè, đây em lau. Ông nội nào mà nói máy em xấu đâu. Không spa kính, không rửa cam, không căm đớm, máy nước đẹp ken. Đây nè, hình ảnh không miếng dạng nè. Ok chưa? Nè đó, đưa cái hình ảnh vô không miếng dạng nè. Rồi em lao tiếp cho anh em coi. Đó, anh em có thoải mái, anh em soi. Đó, em nói là có sao em báo vậy rồi. Cái máy ngoài em thu thẳng 90%.
anh em nói ở chỗ khác 12 rồng mắt mua được 12 triệu 5, máy zin ken chuẩn nguyên bản nó cầm em đang thu 13 triệu, sạc ít đang thu 13 năm đấy. Đó, máy em đẹp ken vậy nè. Đó, anh em đi so sánh hoa hậu với lại cái gì không à. Rồi, máy ngoài em thu 90%, máy đồng kia thu 100%, có nghĩa là một cái máy anh em xài 1 năm, anh em đủ hành 1 năm rồi, anh em trade in xong là anh em mới được mặc định đầy đủ gói bảo hành và hậu mãi về sau rồi. Anh em không cần mua một cái gói bảo hành nào nữa. Chứ không phải là à anh ơi bên kia nó chay in 7 triệu là được cái máy rồi, bên anh chay in cũng 7 triệu nhưng mà bên anh bảo hành 1 năm rồi em không em nên nhớ vấn đề nha, không cần mua thêm gói bảo hành nào hết, bảo hành tất cả phần cứng từ nút từ loa từ men từ màn từ cam bảo hành hết tất cả là phần cứng nha, anh em nên nhớ chuyện đó nha. Và được hưởng theo chính sách nữa là trong 1 năm thu lại lên đơn bằng giá bán lẻ, cứ xài cái này 1 năm em thu lại bằng giá bán lẻ, đổi sang cái này bằng giá nhau đúng không, rồi ok tiếp 1 năm. Cái này em vừa mới ôm về bằng giá bán lẻ nè, em bán khách sau nè, em được 0 đồng, em giảm khách cũ phanh cứng, giảm thêm sạc cáp phụ kiện tặng kèm á, thêm 100.000 bảo vệ trái đất mà đâu phải ai cũng cần, ok được 200.000. Và thế là cái này em lỗ 200, cái này em nhận 500.000 số bảo hành, tổng hai giao dịch được 300.000 đó, bảo hành tiếp hai cái này 2 năm nha. Cái dòng, những cái dòng như là 14-15 triệu thì lỗ ít, những dòng như 14 rồi mắc 15 rồi mắc cái máy 20-30 triệu, cái giá trị linh kiện và cái chất lượng nó khác chứ. Em lỗ anh thiệt, em nói chính sách em đang hỗ trợ khủng khiếp cho khách anh em mình rồi nha, chứ đừng có đi dọ giá nó bên kia bên A bên B bên C ngoài kia làm trò đấy. Em chứng minh đây, em bốc đại cái lô của em ra, em lao cho anh em coi chất lượng máy bán ra và em thu, em hãy thu máy bỏ tủ, em thu với lại trên tinh thần tự nguyện và tâm lý máy cũ nó hơi chày sức nhẹ ok chăm trước ok, anh em đừng ngại chuyện đó. Em thu vào và em bán ra khách sau là để cho khách sau có máy dùng và em có lợi nhuận em chênh lệch, chứ mà em làm không công đâu mà anh em lo. Rồi, vấn đề là vậy thôi. Nếu mà anh em nào cứ tự tin máy zin ken chuẩn bán với anh em, khi mà cái đợt em mở slot ra em thu mua ấy, thì anh em cứ đưa máy cho em, anh em test cho 90%. Còn máy Hoàng Kiên thì như anh em mình đã từng làm việc chắc gần chục năm qua, là cứ máy Hoàng Kiên đưa vô là lên đời thu bằng 100% giá bán lẻ, trọn đời thu lại bằng 90% giá em đang bán, không fit pin. Anh em có xài pin chai, pin phòng, pin phụ, pin gì chăng nữa em không fit pin rồi thế nha.